Rồi, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình review đồng hồ của Watch Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành trên tay và giới thiệu đến cho anh em một cái chiếc đồng hồ nó cực kỳ là độc. Đây là một cái chiếc đồng hồ có cái phong cách thiết kế phải nói là rất dị, rất độc và nó cực kỳ là nổi bật khi mà chúng ta đeo lên cổ tay. Đây là một cái chiếc đồng hồ mới cho nên là các bạn sẽ có một cái bộ nguyên zin, bộ hộp của cái chiếc đồng hồ này. Đây là một cái bộ hộp đựng và nó được làm bằng bìa các tông có màu lông chuột. Ở mặt trước chúng ta sẽ có những cái dòng chữ nhũ vàng của cái dòng sản phẩm này có tên là Delaneo Geneva. Thì đây là một cái hãng đồng hồ nó cũng tương đối là lạ. Cái dòng sản phẩm này thì nó chuyên sản xuất những cái chiếc đồng hồ tầm trung và cái phong cách của họ thì đa số là họ sử dụng những cái chiếc, những cái công cụ nó mang tính chất là mang kim hoàn chạm khắc và nó vẽ tranh thủy mặc lên những cái mặt số, kèm theo đó kết hợp với những cái bộ máy cơ khí để tạo nên cho chúng ta những chiếc đồng hồ nó cực kỳ là cá tính và độc đáo. Nhưng về cơ bản thì cái hãng đồng hồ này nó chuyên sản xuất những cái chiếc đồng hồ nó khá là dị về cái mặt bằng chung. Đấy, với cái chiếc đồng hồ mà các bạn nhìn thấy ở đây nó cũng không nằm về cái vấn đề ngoại lệ đó, cũng khá là dị. Đấy, ngay bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Ở bên trong chúng ta sẽ có thêm một cái bộ hộp nữa. Đây, mình sẽ lấy ra cho các bạn. Rồi chúng ta sẽ có một cái bộ sách của Delaneo ở đây. Bên trong này nó sẽ có những cái tờ giấy nó như thế này. Các loại giấy. Nói chung là mình sẽ để sang một bên. Giấy tờ đối với mình không quan trọng lắm. Ở đây chúng ta sẽ có một cái chiếc hộp màu đỏ được làm bằng da, khá là mềm mại và chắc chắn đựng cái chiếc đồng hồ này. Và mình ngay bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Đấy, đây là phần nhân vật chính của chúng ta. Mình sẽ tháo cái dây này ra. Ở bên trong thì chúng ta sẽ còn nguyên cả một cái tag của cái chiếc đồng hồ này đang để ở trong này. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Đấy, mình sẽ zoom lại cho các bạn cùng quan sát. Và một cái chiếc đồng hồ nó cực kỳ là dị, rất dị thưa các bạn. Nên mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem về cái chiếc đồng hồ này. Và ngay khi các bạn quan sát cái chiếc đồng hồ này dưới máy quay thì các bạn sẽ thấy được đây là một cái chiếc đồng hồ có cái phong cách thiết kế nó cực kỳ là phá cách. Nó không giống với bất cứ một cái chiếc đồng hồ nào mà các bạn đã từng nhìn thấy trước đây. Một chiếc đồng hồ nó đậm chất thể thao nhưng có cái gì đó nó rất là viễn tưởng, nó giống như một cái phi thuyền ngoài không gian. Đây là một cái chiếc đồng hồ tự động bấm giờ và nó chạy một cỗ máy tự động lên dây cót của Thụy Sĩ các bạn nhé. Cái giá ở trên mạng thì nó cũng tương đối là cao đấy, nó không hề rẻ một chút nào đâu. Cái chiếc đồng hồ này thì như các bạn đã quan sát thấy thì nó sẽ được làm toàn thân từ thép không gỉ. Và cái điểm đặc trưng khi mà chúng ta đập vào mắt chúng ta ngay khi nhìn thấy, chúng ta sẽ thấy ở đây nó sẽ sở hữu đến 3 cái mặt đồng hồ như thế này. Đấy, các bạn thấy này, ngay ở đây và ở phần trung tâm chúng ta sẽ có tới 3 cái mặt đồng hồ. Nói chung là về hai cái mặt này thì mình vẫn chưa biết nó sử dụng như thế nào. Đấy, mình mới vừa trên tay được, anh em nào có biết được thì inbox cho mình. Thì mình sẽ thử đo về cái kích thước. Thực ra thì cái kích thước ở phần mặt trước thì nó sẽ chỉ khoảng tầm 39mm thôi. Đấy, các bạn có thể thấy ở đây nó chỉ rơi vào tầm 38mm thôi. Tuy nhiên là đeo lên tay nó rất là khó, bởi vì các bạn sẽ hình dung là cái bộ càng này nó cực kỳ là dài. Đây, mình sẽ để cho các bạn xem. Tay bé không thể đeo được chiếc đồng hồ này. Mình sẽ, khi mà các bạn cụp vào này nó sẽ như thế này. Đấy, và mình sẽ thử đo cái thước này cho các bạn xem. Nó rơi vào tầm gần 60mm các bạn nha. Đây là cái kích thước thật khi mà đeo lên cổ tay. Và thực tế là khi mà mình đeo lên tay thì cái chiếc đồng hồ này nó không hề vừa tay của mình. Mặc dù là cái mặt số của cái chiếc đồng hồ này nó khá là nhỏ, cũng chỉ 37-38mm thôi. Thế này các bác lưu ý là các bác nào có cổ tay hơi to một chút thì chúng ta mới đeo được cái dòng sản phẩm này. Đấy, và đi sâu vào cái phần mặt số trung tâm thì chúng ta sẽ có một cái mặt số màu đen các bạn nhé. Đấy, các bạn sẽ thấy là cái mặt số này nó sẽ được làm màu đen và xung quanh thì nó sẽ làm những cái chỉ số nó được nổi bật hẳn lên trên khỏi mặt số. Về cơ bản thì cái tính tương phản của cái chiếc đồng hồ này thì mình đánh giá nó rất là cao. Đấy, các bạn sẽ thấy là toàn bộ tất cả những cái phần ô phụ, chúng ta sẽ có 3 ô phụ phối trí vị trí 3, 6 và 9. Đấy, kể từ đó là chúng ta sẽ có cái phần tất cả những cọc số học trò đây, nó được gắn dại quang có màu trắng vàng cực kỳ là nổi ở trên cái mặt số màu đen. Một cái chiếc đồng hồ có tính dễ đọc cực kỳ là tuyệt vời. Các bạn sẽ quan sát thấy là tất cả những cái cọc số ở trên cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ được thiết kế tương đối là to bản và nó là số học trò cho nên là quan sát giờ nó rất là dễ. Ở ngay bên dưới mốc 12 giờ chúng ta sẽ có chữ Delaneo là cái tên của thương hiệu này.
nó hơi lạ. Nói chung là đây là lần đầu tiên mình gặp cái nhãn hiệu đồng hồ này. Ở phần trung tâm thì chúng ta sẽ có một bộ ba kim, đó là kim giờ, kim phút và kim bấm giờ chronograph. Đối với kim giờ và kim phút thì các bạn sẽ thấy là người ta sẽ có gắn dạ quang ở trên dọc trên thân kim, cho phép các bạn có thể quan sát được giờ trong đêm tối, và ngay tất cả những cái cọc giờ này thì cũng sẽ có dạ quang luôn. Đấy, thì mình sẽ che lại một chút thì các bạn sẽ thấy cái dạ quang nó sẽ hơi sáng lên. Ở chiếc đồng hồ này thì nó sẽ là một cái chiếc đồng hồ tự động lên dây cót và có tính năng bấm giờ chronograph. Ở đây chúng ta sẽ được trang bố trí là ba ô phụ. Ở vị trí góc 3 giờ đây thì các bạn sẽ có một cái ô kim dây. Ở ngay vị trí 6 giờ chúng ta sẽ có một ô bấm giờ 12 giờ dành cho tính năng bấm giờ. Và bên góc 9 giờ chúng ta sẽ có ô bấm giờ 30 phút. Và như mình đã nói ngay từ đầu, cái phố trí này thì nó tương đối là cân đối, và cái khả năng dễ nhìn của cái chiếc đồng hồ này thì nó cũng tương đối là ok. Ở ngay chân mốc 6 giờ chúng ta sẽ có chữ Swissmade. Nói chung là những cái chiếc đồng hồ mà chuẩn Thụy Sĩ thì nó sẽ có những cái tiêu chuẩn nó gắn ở bên mốc 6 giờ như thế này. Cái bộ thân vỏ này thì như mình đã nói ngay từ đầu thì cái thiết kế tổng thể nó khá là dị. Đây là một cái bộ thân vỏ mà được thiết kế dài ra ở trên đầu và bên dưới. Và khi nhìn qua các bạn sẽ thấy là nó rất giống với những cái chiếc đội phi thuyền ngoài không gian. Ở phần trên này thì chúng ta sẽ có hai cái chiếc đồng hồ nó gắn dài ra ngoài như thế này. Hai cái chiếc đồng hồ này thì mình chưa biết cách chỉnh như thế nào, không biết là nó trang trí hay là nó là một cái chiếc đồng hồ thực sự. Đấy, mình tìm mãi mà không thấy cái núm chỉnh ở đâu. Hai cái phần càng này thì như các bạn đã quan sát thấy thì người ta sẽ sử dụng cái phương pháp đánh phay xước từ trên xuống dưới. Nó bắt sáng khá là tốt và nó tạo ra chúng ta những cái góc cắt nó rất là mạnh mẽ và thể thao. Ở trên này cũng như vậy. Lật sang bên hông thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái chiếc đồng hồ, mặc dù nó là đồng hồ bấm giờ tự động lên dây cót, tuy nhiên là cái cỗ máy bên trong thì nó lại khá là mỏng, cho nên là cái chiếc đồng hồ này nó không quá dày như nhiều chiếc đồng hồ khác. Hiện tại thì mình vẫn chưa nắm được cái chiếc đồng hồ này nó sử dụng cái cỗ máy nào. Đây là một cái thương hiệu nó khá lạ, cho nên là mình thực sự là mình vẫn chưa nắm được cái cỗ máy này là một cỗ máy gì. Nhưng tuy nhiên là mình thấy nó khá là mỏng. Đấy, các bạn sẽ thấy là cái phần thân vỏ về cơ bản thì người ta sẽ đánh làm bóng ở xung quanh đó, và chỉ có hai phần tay càng này thì người ta sẽ được làm đánh phay xước. Ở đây chúng ta sẽ có ba núm điều chỉnh như mọi khi dành cho những cái chiếc đồng hồ tự động, những cái chiếc đồng hồ bấm giờ. Ở đây chúng nó sẽ có cái tính năng kích hoạt ở đây. Khi các bạn bấm vào thì cái núm cái kim bấm giờ nó sẽ vận hành, và khi các bạn bấm một lần nữa nó sẽ dừng lại, và các bạn muốn reset thì chúng ta sẽ bấm vào nút ở đây, nó sẽ trở về vị trí ban đầu. Cảm giác bấm nó cũng tương đối là sướng. Ở trên cái đầu cái càng này thì các bạn sẽ thấy người ta sẽ làm thừa ra hai bên, có hai cái đỉnh ốc ở đây, trông nó rất là độc đáo. Ở cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ sử dụng một cái bộ dây da đính kèm. Đấy, và khi lật mặt sau thì các bạn sẽ thấy là cái bộ dây da này thì nó sẽ được gắn bởi 5 con ốc như thế này. Nói chung là về cơ bản để thay được cái dây chiếc đồng hồ này thì cũng cần phải tương đối là kỳ công một chút. Đấy, các bạn sẽ thấy cái nắp đáy đằng sau thì nó được làm từ thép không dỉ và có nguyên cái tem ở đây, chưa qua sử dụng. Cái nắp đáy này thì nó cũng được thiết kế vát xung quanh và nó đánh phay xước vòng tròn. Nó tạo ra những đồng cái chiếc đồng hồ, nó làm cái vỏ cũng tương đối là kỹ và cảm giác nó cực kỳ là kim loại. Ở đây chúng ta sẽ có chữ Delaneo Geneva Squid 3 Time Zone. Ở đây là cái chiếc cái bộ dây của nó thì nó sẽ sử dụng cái đầu 21 cũng khá là lạ. Nói chung là cái dòng đầu 21 này thì anh em cũng ít gặp, thì có lẽ là cái dòng dây này có lẽ nếu mà chúng ta muốn thay thì phải sử dụng một cái dòng dây handmade. Đây là một cái bộ dây da nguyên zin, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có chữ Delaneo ở đây. Và nó sẽ sử dụng một cái bộ khóa cài. Về tổng thể cơ bản thì chúng ta có một cái chiếc đồng hồ như mình đã nói ngay từ đầu thì nó rất là dị, khá là khác biệt. Nói chung là đeo lên tay những cái dòng sản phẩm này thì nó mang một cái phong thái nó cực kỳ là viễn tưởng. Đấy, và có lẽ là anh em nào có gu ăn mặc phải nói là cá tính một chút thì chúng ta mới đeo được cái dòng sản phẩm này, cực kỳ là độc đáo. Và đối với những cái dòng sản phẩm độc như thế này thì chúng ta đeo lên tay không lo vấn đề về đụng hàng. Đấy, và các bạn đã quan sát thấy chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ, thực sự mà nói mình cũng khá là ưng cái chiếc này. Bởi vì cái bộ vỏ của nó làm nó cũng không quá dày, mặc dù đây là một cái chiếc đồng hồ tự động lên dây cót mà nó cũng không dày lắm. Đây, mình sẽ nghiêng qua một vòng cho các bạn cùng xem về cái chiếc đồng hồ này. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở các video clip lần sau.
lần sau đó mình sẽ kiếm cho các bạn những cái chiếc đồng hồ nó còn dị hơn thế này nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.